giới thiệu chức năng học liệu. Chức năng học liệu trên nền tảng EduLife có gì vượt trội và khác biệt so với nền tảng khác? Hãy cùng khám phá nhé! Quản lý học liệu là tác vụ bắt buộc phải có của giáo viên. Với EduLife, bạn có thể thêm các học liệu vào lớp với mục đích giảng dạy cho học sinh tự học. Bạn có thể cài đặt điều kiện hoàn thành cho từng học liệu và theo dõi báo cáo để xem ý thức tự học cũng như tiến độ học của học sinh. Mong bạn có những trải nghiệm thật tuyệt vời trên nền tảng EduLife. EduLife,